Hôm nay cô sẽ tổng ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ 1 ở trường PPS. Thì cái nội dung mà mấy con cần nắm ở đây, thứ nhất đó là tính chất vật lý của kim loại. Kim loại thì nó có những cái tính chất vật lý rất là đơn giản như là tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim. Thì cái này các con là lý thuyết các con sẽ tự ôn ha. Và khi mình học tính chất vật lý thì mình nên là liên hệ thực tế. Vậy thì cái phần tính chất vật lý là mấy con sẽ tự ôn tập nào và liên hệ thực tế để cho dễ nhớ bài hơn. Còn phần thứ hai là tính chất hóa học của kim loại. Thì đầu tiên các con cần nắm khái quát trước. Kim loại thì nó có là tính chất thứ nhất đó là tác dụng với ôn O2. Tính chất thứ hai là tác dụng với phi kim khác như là Cl2S. Rồi thứ ba là tác dụng với nước. Thứ tư là tác dụng với axit. Và thứ năm là tác dụng với muối, dung dịch muối. Kim loại thì có tất cả là 5 tính chất. Thì hai tính chất này nè, thực ra là tác dụng với phi kim, nhưng mà vì sản phẩm nó khác nhau cho nên chúng ta sẽ chia ra làm hai phần khác nhau. Thứ nhất là tác dụng với O2 thì mình thu được sản phẩm là oxide bay, tức là oxide kim loại đó. Oxide bay hay là oxide kim loại đó. Tác dụng với phi kim khác thì mình thu được sản phẩm là muối. Tác dụng với nước thì mình thu được bay và H2. Tác dụng với axit là mình thu được muối cộng với H2. Và tác dụng với muối là thu được muối mới và kim loại mới. Kim loại mới. Thì này mình nắm khái quát rồi mình sẽ đi vào cụ thể. Cụ thể là khi tác dụng với O2 thì chúng ta lưu ý là những cái kim loại mà nó bền trong không khí, ví dụ như là Au, vàng, bạc hay là PT thì nó không có tác dụng với lại O2. Rồi tác dụng với phi kim khác thu được muối. Thì cái này chúng ta sẽ xét phương trình sau ha. Tác dụng với nước thì chúng ta lưu ý chỉ có kim loại là cà na 3 kg, là 3 kg cà na thôi. 3 kg cà na. Chúng ta chỉ xét 4 đứa này. Rồi tác dụng với axit thì chúng ta nhớ là chỉ có kim loại mạnh, những kim loại yếu thì chúng ta trừ ra, ví dụ là Cu, Ag, Au, PT là nó không tác dụng với lại axit. Ở đây chúng ta xét là axit HCl và H24 loãng. Tác dụng dung dịch muối thì chúng ta phải trừ 3 kg cà na ra, là chúng ta không xét cái tính chất này. 3 kg cà na là nó tác dụng với nước, cho nên khi tác dụng với muối là phương trình nó khác. Nữa ra chúng ta không xét ở đây. Và kim loại mạnh thì đẩy được kim loại yếu, kim loại mới này nó sẽ yếu hơn. Chúng ta lưu ý ha, kim loại mới là sẽ yếu hơn kim loại ban đầu. Chúng ta sẽ đi vào từng cái tính chất cụ thể. Tính chất thứ nhất là tác dụng với O2, tức là khí oxygen. Thì kim loại khi phản ứng với oxygen thì mình sẽ thu được sản phẩm là oxide bay. Vậy thì cô sẽ viết công thức chung. Kim loại là M lớn, oxygen là O2. Thì phản ứng đốt cháy chúng ta sẽ có nhiệt độ và mình thu được sản phẩm là M đứng trước và đến O. Thì mình biết O quá trị 2 thì chúng ta sẽ để số 2 xuống. M này thì chúng ta ghi chung cho nên quá trị của nó sẽ là A nhỏ hoặc là N hoặc là X tùy mình đặt ha. Thì ở đây cô sẽ đặt là A nhỏ thì nó sẽ ra công thức là quá trị là A nhỏ thì chúng ta sẽ để đây là A nhỏ luôn. Quá trị là để chéo xuống, được chưa? Thì chúng ta sẽ cân bằng. Rồi sau khi cân bằng xong thì chúng ta đã hoàn thành cái phương trình hóa học. Đây là oxide bay. Nếu mà mấy con cân bằng thì mấy con có thể cân bằng phân số A chia 2. M là 2 thì chúng ta thêm 2 vô đây. Thì đây là công thức tổng quát thôi. Rồi chúng ta lấy ví dụ cụ thể. Rồi bây giờ cô có ví dụ cụ thể nè. Ví dụ như cô có kim loại quá trị 1 là Na đi, nó dùng với O2. Đó, thì các con sẽ biết công thức tạo thành là Na. Chúng ta cứ để hai đứa nó gần nhau trước rồi chúng ta để quá trị vào sau nè. Quá trị 1, anh này quá trị 2 thì chúng ta sẽ để là số 2 ở dưới chân của Na để chéo xuống ha. Rồi số 21 nè, số 1 này chúng ta không có ghi nè, chúng ta khỏi ghi số 1 nhỏ ha. Và chúng ta có công thức là Na2O là đúng quá trị rồi thì chúng ta đi cân bằng thôi. Cân bằng thì mấy con có thể cân bằng là 2 Na là thêm 2 ở đây. O bên đây có 1 mà bên đây có 2 thì chúng ta giảm xuống còn 1 phần nữa thôi. Đó, chúng ta có thể cân bằng phân số. Còn nếu không thích thì chúng ta có thể nhân 2 ở đây lên 4. 2 ở đây thì là ra 1 và 2 ở đây là 2 Na2O. Nghĩa là mình có thể cân bằng phân số hoặc là cân bằng số chẵn thì cũng được, cái nào cũng đúng hết. Thì ở đây chúng ta có thể thêm điều kiện nhiệt độ, dư cũng không sao. Mà thiếu thì nói chung đa số thì giáo viên cũng không có trừ điểm mình. Cho nên bạn nào mà giỏi thì mình thêm vô. Còn bình thường thì mình không thêm thì giáo viên cũng không có trừ điểm mình. Cái đó cũng không có quan trọng bằng cái quan trọng nhất là con phải biết đúng cái hóa trị của cái sản phẩm đó. Nó phải đúng hóa trị, đúng công thức hóa học cái đã. Rồi con mới cân bằng.
Còn cái yêu cầu của giáo viên đó là không có yêu cầu mà cái nhiệt độ cao lắm nha. Tức là bạn nào giỏi thì người ta yêu cầu khác, mà mình cơ bản thì mình yêu cầu tới đây thôi là được rồi. Rồi, vậy chúng ta đã biết được cái phương trình với quá trị 1 là na đó. Cô lấy ví dụ quá trị 2 thì mình sẽ có ví dụ như là ZN hoặc là CU hoặc là CA, BA rất là nhiều. À, mình lấy MG chẳng hạn, MG cũng được nè. MG là quá trị 2 thì chúng ta sẽ có cộng với O2 thì mình sẽ thu được là sản phẩm là MG quá trị 2, O quá trị 2. Thì mấy con biết là 22 là đơn giản là 11. Vậy thì chúng ta không có ghi ở dưới này 261 ha. Thì chúng ta chỉ cần bằng thôi. 2O thì chúng ta thêm 2 ở đây, 2MG thêm 2 ở đây là chúng ta đã hoàn thành với cái anh quá trị 2. Mà nếu như chúng ta có quá trị 3, AL đi, thì chúng ta sẽ viết phương trình là AL cộng O2 thu được là AL. Rồi chúng ta cứ để nè, hai đứa nó gần nhau cái đi, rồi chúng ta để quá trị chéo xuống, anh này quá trị 3, anh O này quá trị 2 thì chúng ta để số 2 xuống và số 3 xuống. Rồi, sau đó chúng ta đi cân bằng từ từ. AL chúng ta có 2 đúng không? Thì chúng ta thêm 2 vô. O có 3 thì chúng ta là 3/2. 3/2 là nhân 2 là ra 3 đó con. Hoặc là chúng ta cân bằng ở đây nhân 2 thành 4, ở đây nhân 2 thành 3, hoặc ở đây nhân 2 thành 2 đều được hết. Cái nào cũng đúng hết các mấy con. Quá trị 1 cô viết rồi nè, quá trị 2 rồi, quá trị 3 nè. Vậy là chúng ta đã viết được rồi đó. Tiếp theo là một cái trường hợp đặc biệt. Tại sao nói đặc biệt? Đó là trường hợp của FE. FE đó, nếu mà cộng với O2 thì chúng ta biết FE quá trị 23, cho nên nếu mà quá trị 2 thì con phải thu được là FEO. Nếu mà quá trị 3 thì mình lại thu được là FE2O3. Vậy thì ở đây mình thu được, thực tế là thu được hai sản phẩm luôn. Hai sản phẩm luôn, vậy thì các con cứ cộng lại, có phải là các con ra FE3O4. Vậy thực tế là mấy con phải viết phương trình là FE cộng O2 ra FE3O4 mới đúng ha, và nhiệt độ đó. Chúng ta không có viết là ga FeO hay là ga Fe2O3, mà chúng ta phải viết là ga Fe3O4, rồi chúng ta đi cân bằng 3 Fe, chúng ta thêm 3 vào đây. Rồi 4O thì chúng ta thêm 2 vào đây là phương trình hóa học đã cân bằng. Cái trường hợp này là đặc biệt cho nên chúng ta ghi riêng ra nha, lưu ý ha, lưu ý. Rồi thì đây là những cái phương trình hóa học của các kim loại tác dụng với oxygen. Thì chúng ta nhớ là trừ những kim loại quý hiếm Au, Ag, Pt, còn lại là chúng ta viết phương trình bình thường. Mà nếu nhớ thì chúng ta thêm nhiệt độ vô. Đó, thêm nhiệt độ vô. Rồi, như vậy là chúng ta qua tính chất thứ hai. Tính chất thứ hai là kim loại tác dụng với phi kim khác như là Cl2, ớt thì thu được sản phẩm là muối. Thì ở đây chúng ta lưu ý là Cl quá trị 1, còn ớt là quá trị 2. Vậy thì chúng ta viết đúng phương trình nha. Rồi, cô lấy ví dụ như cô có quá trị 1 là Na đi, quá trị 2 cô có là ZN đi, quá trị 3 cô có là AL đi, cô cho tác dụng với Cl2 ha. Thì mình thu được sản phẩm là gì? Thì mình viết phương trình ra. Rồi bên đây mình sẽ có là ớt nha, mình viết sau, mình viết Cl trước. Cl quá trị 1 thì mình cứ ghép lại Na quá trị 1, Cl quá trị 1 thì mình sẽ có sản phẩm là NaCl, và chúng ta đi cân bằng. À, lưu ý cái phản ứng có điều kiện nhiệt độ. Đó, có điều kiện nhiệt độ thì mình thêm vô đây nè. Nhiệt độ kim loại gì tác dụng với phi kim thì đa số là có nhiệt độ nha, phải đốt cháy thì nó mới xảy ra ZN quá trị 2, Cl quá trị 1. Vậy mình thu được ZnCl, Cl2. Và phương trình đã cân bằng, mình chỉ cần thêm điều kiện vô cho nó hoàn thành thôi. Rồi Al quá trị 3, Cl quá trị 1 thì mình sẽ có là ở đây 1 và ở đây là 3. Giờ chúng ta cân bằng. Cân bằng thì mình có thể nhân 2 lên đây cho nó chẳng nè. 2Al thêm 2 vô đây, 2 nhân 3 là 6, vậy chúng ta nhân 3 vô đây là phương trình đã cân bằng. Chỉ có lưu ý cái trường hợp của Fe đó, Fe là lưu ý, tại vì Fe nó có hai quá trị lận, nhưng mà ở đây khi tác dụng với Cl2 á, Cl này nó mạnh lắm, cho nên là mình phải qua ra quá trị 3, FeCl3 mới đúng nha. Lưu ý ở đây là quá trị 3. Đó, anh mạnh lắm, anh này mạnh cực kỳ, cho nên là anh này phải lên quá trị 3. Thì chúng ta nhân 2 lên, nhân 2 lên, nhân 3 vô là phương trình cân bằng. Trường hợp này là lưu ý. Rồi đó là xong cái trường hợp của Cl2. Tiếp theo là cái trường hợp của ớt á. Ớt thì là anh này đơn giản hơn, tại vì anh này không có khó bằng O2 đâu. Khi mà con cho phương trình tác dụng với ớt thì con lưu ý là ớt quá trị 2, ví dụ như Fe cộng ớt nha, hay là Na cộng ớt, hay là Al cộng ớt. Đó, thì Fe ở đây là thể hiện là hóa trị 2. Tại vì ớt á, là tính phi kim yếu hơn cho nên chỉ ra quá trị 2 thôi. Anh Fe này anh rắc rối lắm đúng không? Vậy chúng ta lưu ý anh này nha.
Rồi na thì lại ra là quá trị 1, na quá trị 1 rồi đó giờ rồi ha. Ớt quá trị 2, vậy là anh này 1, anh này 2 thì mình có công thức là na 2 ớt. Rồi chúng ta cân bằng là thêm 2 ở đây đúng không? Rồi nhiệt độ lên. Al quá trị mấy? Al quá trị 3. Ớt quá trị 2, vậy thì chúng ta sẽ có 3 2 2 3. Rồi chúng ta cân bằng 2 3. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái tính chất đầu tiên là tác dụng với phi kim. Tiếp theo là mình đi sang tính chất tác dụng với kim loại, tác dụng với nước. Nước á, thì mình thu được là Bay cộng với H, H2. Thì ở đây mình lưu ý nè, khi mà sản phẩm á, thì tại sao nó lại có H2 có Bay, thì cô phân tích ra hai nước là HOH. Nước là HOH thì kim loại nó sẽ thế chỗ vô đây. Thì khi nó tạo ra hợp chất mới có nhóm OH thì mình gọi là Bay. Và H này đi ra là H2 đó con, khí bay ra. Phản ứng này là vẫn thế, ha, vẫn thế. Rồi cô có công thức chung là, công thức chung cô ghi ở đây nha, kim loại cộng với nước là thu được MOH. MOH thì mình biết OH quá trị 1. Thì cái quá trị của nhóm này chúng ta để trong dấu ngoặc. OH quá trị 1 thì đây số 1 nè. Còn M này quá trị gì thì mình để ở đây là A là quá trị của nó, cộng với khí H2 bay ra thì chúng ta cân bằng là A. A đúng không? Rồi đây cũng là A chia chia 2. Thì mình cân bằng chung như vậy, nhưng mà tùy theo cái phương trình ta cho thì mình sẽ cân bằng theo nha. A bằng 1, A bằng 2 hay là A bằng 3 gì đó thì mình cân bằng theo. Thì ở đây kim loại tác dụng với nước đó, mình chỉ có ba ký cà na thôi, chỉ vậy là chúng ta chỉ có gì, ba ký cà na là quá trị 1 và 2 thôi. Chúng ta không có cần cân bằng quá trị 3 đâu. 2 nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè. Đó, chúng ta chỉ có bốn đứa này thôi. Chúng ta viết đúng bốn phương trình là đã hoàn thành xong cái tính chất này. Thì chúng ta sẽ có gì? Cô sẽ cho mấy con bốn cái phương trình là 3. 3 cộng nước nè. Đó. Rồi, 3 cộng nước là ra 3OH. OH. OH có trị 1 mà 3 có trị 2. Thì con sẽ ghi là BOH 2 lần cộng H H2. Thì con cân bằng thì con thấy là có 2H 2H là 4, chúng ta thêm 2 vô 2O là bằng. Rồi tương tự mấy con tự viết phương trình là CA cộng với H2O thì nó giống như vậy, tại vì nó cũng là quá trị 2. Mấy con tự viết ha. Rồi cô ví dụ như Na đi, Na tác dụng với nước đi. Thì mình sẽ thấy là tạo ra NaO, NaOH, tại vì Na quá trị 1, OH quá trị 1 thì chúng ta không có cần để trong dấu ngoặc nữa. Chúng ta bỏ dấu ngoặc ra và sản phẩm là H2 bay lên. Thì chúng ta cân bằng. H ở đây là 1, 2 với 1 là 3, mà bên đây có 2 diễn ta giảm lại là 1 phần 2 cũng được nè. Đó, rồi các con cũng bắt đầu viết K cộng với nước ra cái gì thì mình tự viết, tại vì nó tương tự đúng không? Thì đó mình tự viết, mình cân bằng lên thì mình luyện tập nhiều vô là cái kỹ năng viết phương trình của mình sẽ tốt à. Tiếp tục mình qua một cái tính chất nữa, đó là kim loại tác dụng với ác axit. Ở đây mình sẽ xét là HCl và H2SO4 loãng. Bốn loãng. Thì mình thu được muối và H2. Vậy thì cô sẽ viết công thức chung là M cộng với HCl thu được là MCl quá trị 1, M này quá trị A cộng với khí H2 bay lên, H2 nó bị đẩy ra này con, thẳng thế này. Thì nó bay lên thì mình cân bằng là A chia 2. Vậy là mình sẽ có cái ví dụ. Thì đây lưu ý là kim loại này là không lấy kim loại yếu như là đồng nè, trừ ra ha, bạc nè, AuPT. Chúng ta lấy kim loại mạnh thôi. Thì kim loại mạnh này chúng ta có rất là nhiều, ví dụ như quá trị 1 mình có Na nè, Na cộng với nước HCl nè. Thì thu được cái gì? Kim quá trị 2, ví dụ mình có Fe cộng HCl. Fe đây quá trị 2. Rồi mình có gì nữa nè, nhiều lắm. Al quá trị 3 đó cộng HCl. Thì mình có rất là nhiều phương trình, nhưng mình ghi ví dụ 1 2 3, quá trị 1 2 3 cho mình quen đó ha. Thì đây mình sẽ thu được là, mình che cái này lại, mình ghép lại NaCl đó, đúng quá trị chưa? Đúng rồi, thì chúng ta viết sản phẩm là H2 bay ra. Rồi chúng ta cân bằng ở đây 1 phần 2 là được. Rồi ở đây chúng ta che lại thì chúng ta ghép lại FeCl mấy con? Cl2, Fe quá trị 2 cộng với 1, một cái H2 bay lên, được chưa? Rồi chúng ta cân bằng 2Cl2H thì chúng ta thêm 2 vô đây. Al ghép lại, Al quá trị 3, AlCl3, Cl này quá trị 1 nha. Rồi cộng với H2. Rồi chúng ta cân bằng thì 3Cl, chúng ta có thể thêm 3 vô đây, rồi ở đây là 3 phần 2 cũng được. Hoặc là mình nhân 2 lên đây, nhưng ở đây thành 6, ở đây thành 2 và ở đây thành 3 cũng được. Kiểu nào cũng đúng hết nha. Quan trọng là mình phải nắm quá trị nè, rồi mình phải biết là công thức là nó sẽ ra cái gì, sản phẩm nó ra sản phẩm là gì, phản ứng thế. Cứ anh này thế vô, anh này thế vô, anh này thế vô. Đó là xong cái tính chất là kim loại tác dụng với axit. Tính chất tiếp theo là kim loại tác dụng với muối. Kim loại tác dụng với muối, dung dịch nha, dung dịch muối, tức là muối này là phải tan tạo thành kim loại mới, muối mới. Thì ở đây lưu ý là kim loại này tác dụng với dung dịch muối là có nước á, cho nên là phải trừ ba ký cà na ra, trừ ba ký cà na ra ha.
trừ 3 ký cà na là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh này là phải tan, tại vì có chữ dung dịch là phải tan, lẽ ra không có ghi nhưng mà ghi cho nó rõ ra. Thứ hai nữa là kim loại thứ được tạo thành này nè, kim loại bị đẩy ra này nó phải yếu, yếu hơn đó, yếu hơn kim loại ban đầu. Kim loại ban đầu là mạnh hơn đó, thì chúng ta chú thích vô để chúng ta nhớ cái tính chất của nó mạnh hơn. Rồi cô cho ví dụ ha, cô ví dụ như mình có Fe nè, Fe có phải mạnh hơn Co không, thì mình sẽ cho Fe đẩy Co ra khỏi muối, Fe đẩy ra là thành Fe ở đâu 4, Fe có chị 2 cộng với C, Co bị đẩy ra, Co yếu hơn, Co bị đẩy ra, phương trình nó tự cân bằng. Hoặc là chúng ta có Zn nó sẽ đẩy bạc, tại vì bạc nó yếu hơn thì Zn đẩy Ag, Ag được tạo thành nè. Rồi Zn thế vô thành Zn, mình ghép hai này lại ha, nộ 3, Zn có chị 2, nộ 3 có chị 1, vậy mình ghép lại có phải hai lần không, cộng với Ag và mình cân bằng lên 2NO3 2 2, vậy là kim loại Ag bị đẩy ra, Zn nó mạnh nó đẩy Ag ra. Hoặc là Mg nó đẩy được Cu đâu 4 luôn ha, Mg đẩy được Cu, Mg mạnh hơn thì mình sẽ thu được là Mg đâu 4 cộng với Cu. Đây là phản thế con, thằng này thế chỗ này nè, thằng này thế chỗ này, thằng này thế chỗ này, thì nó là phản thế, được chưa? Và cái kim loại tạo thành là kim loại yếu, kim loại này là kim loại mạnh, được chưa? Ở trước thì mạnh đẩy được đứa đứng đứng sau ra khỏi muối, đó là cái tính chất nằm trong cái dãy hoạt động hóa học của kim loại đó. Thì từ những cái tính chất này mình sẽ đưa ra được cái dãy như thế này. Thì cô sẽ tổng kết lại lần nữa cái dãy hoạt động hóa học của kim loại nha. Khi nào bà cần may áo giáp sắt, phải hỏi hay là nhìn sang phố cũng được, có nghĩa là những cái kim loại này ít gặp đó thì mình muốn ghi thì ghi, nhìn sang phố không ghi cũng không sao. Hỏi cửa hàng á ví ông ha, vậy thì chúng ta sẽ có gì, tính chất của dãy hoạt động là nó càng về sau nó càng yếu, kim loại đứng ở trước sẽ mạnh hơn kim loại đứng ở sau. Và chúng ta phải nhắc cái khúc này là ba cái cà na là tác dụng với nước nè, rồi cái khúc này là có H nè, thì chúng ta nhớ là trước H, H là axit HCl và H2O4 loại, được chưa? Thì kim loại đứng trước H thì mới đẩy được H, tức là mới tác dụng được với A axit. Kim loại đứng sau là kim loại yếu ha, không tác dụng với HCl, thì chúng ta ghi luôn là không tác dụng HCl. Thì chúng ta ghi là cái dấu X là không tác dụng. Đó. Thì cái dấu X như thế này là có nghĩa là nó không tác dụng với HCl, được chưa? Đó. Rồi cái kim loại nào ba ký cà na thì tác dụng với nước, thu được cái gì thì mình ghi chú thích ở đây. Tác dụng với nước thì thu được bay cộng H2. Rồi kim loại là từ đây tới đây là thôi nha, từ đây tới đây thôi nha. Rồi từ đây tới đây là tác dụng được với axit, thu được muối và H2, tức là nó mạnh hơn H2 thì nó đẩy H2 ra, nó nằm trước H nè thì nó đẩy H ra. Rồi kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối, thì trừ cái đoạn đầu tiên ha, thì mình sẽ có kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối là những cái kim loại từ đây trở đi nè, đó, hết luôn đó. Và chúng ta sẽ ghi là kim loại đứng trước hay là kim loại mạnh hơn thì đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối, đứng sau ra khỏi muối. Rồi đó chính là cái tính chất kim loại tác dụng với muối. Thì chúng ta ghi đầy đủ như vậy là chú thích đầy đủ vô cái dãy hoạt động hóa học, rồi sau đó chúng ta vận dụng những kiến thức mình đã học để mình biết phương trình minh họa. Đồng thời những bạn học giỏi thì bạn sẽ học thêm những cái tính chất nhỏ nhỏ ở ngoài nữa, nó riêng, nó đặc biệt nữa. Rồi mình còn phải nêu được cái hiện tượng xảy ra nữa, nó có nhiều cái vấn đề để học, nhưng mà chung quy lại là đây những là những kiến thức cơ bản thôi, dành cho những bạn mà mất căn bản thì mình cần phải học lại kỹ năng cân bằng phương trình, biết phương trình này nọ rồi đó. Thì cô chỉ ôn được vậy trên cái phần trực tuyến, mà còn là thực tế ở trong lớp thì giáo viên dạy thì chúng ta chú ý theo dõi cái bài dạy của giáo viên đó, rồi mình sẽ đầy đủ kiến thức hơn. Cảm ơn mấy con và chúc mấy con thi tốt nha.